Thì các bạn ơi, bởi vì Hà Nội nóng quá nên là Thế Thanh với chú Nick phải chui ở trong phòng điều hòa, và mọi người phải mang đồ đến đây cho hai vợ chồng chú rút tin ăn các bạn ạ. Ơi sướng thế. mạt. Ăn rồi, anh ăn rồi. Thôi mọi người ăn ở bên này sướng quá, mát rượi. Lan ăn ở trên phòng điều hòa trên kia cùng mấy ở bối bối. Biết ăn đi con. Ăn đi. Cảm ơn. Ok. Bà đi bằng xe ô tô xe khách đến đây à bà? Xe ghép à? Thành bây giờ lại về đây ăn ké à? Bởi về đây ăn rồi. Đấy rút tin ăn như này mới đúng này. Bà nội Sumi con nói tiếng Anh được mấy à, rút tin không nhỉ? À thế à? Rút tin rút tin biết 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 bà nội của Sumi chưa? Hình như bà về trước mà, bà về một cục mà. Hả? Tưởng bà về trước để... Dạ. Ok, xin chào bà Gonsi. Bà Gonsi ơi, đến giờ ăn cơm rồi. Bố mời bà Gonsi xuống ăn cơm. Đi xuống đi con. Đi. Rồi, hôm nay mình sẽ xuống nhé. Xuống xem Neon và Bánh Bao hôm nay không có bố mẹ ở đây thì ăn cơm như thế nào nhé. Hello cả nhà, hello Neon. Non tham no si. Rồi mấy ngày hôm nay mới nhìn thấy Neon ở đây, ba hôm nay không nhìn thấy Neon rồi. Chào bà. Đúng rồi. Rồi các bạn ơi, Neon biết được cả tiếng Việt và biết được cả tiếng Anh luôn. Bây giờ hỏi tiếng Việt trước. Neon ăn ngon không? Ăn ngon à? Đấy, Neon hiểu tiếng Việt đấy. Thế có ăn hết chỗ này không? Có ăn hết chỗ này không? Ăn hết là ui giỏi thế. Còn đây là chú Thành đẹp trai này, còn đây là bà nội của Sumi này. Đây là bà ngoại của Bánh Bao này. Xin chào Bánh Bao. Ôi sao mặt nó đỏ kia. Muối ơi. Ôi bà ngoại để cho không, bà ngoại để cho Bánh Bao ngủ đến là muối nó đốt rồi. Mình mà quay video này mà mẹ Thanh nhìn thấy mẹ Thanh bay về ngay lập tức. Tại sao bị thế? Từ cái lần mà đi về đã bị thế rồi. Kiểu gì mai mẹ Thanh về, mẹ Thanh ôi khổ thân con. Từ mai nghiêm cấm tất cả các con không ai được sờ mái Bánh Bao nữa, là bệnh nó nặng hơn đấy. Không phải đâu, cái này là do mũi của nó vẩy ra đấy đúng không? Không, mọi người đau nhiều quá đúng không? Không mũi à? Neon này, Neon biết làm sao má Bánh Bao bị làm sao không? Không biết á? Có phải do Neon beo không? Do Neon bình vậy này. Neon cười. Sao Neon không ngồi dưới đây ăn cơm với mọi người? Ăn một mình một mâm chết à? Neon thích một mình một mâm à? Neon này. Neon nữa, Neon ăn xong rồi Neon hát bài Baby Shark nhé. Nào nó hát cho mọi người nghe nhá. Điều nó hay lắm rồi. Siêu ca sĩ. Hả? Đúng rồi. Cho gọi là fan của Gato nghe bài hát của Neon hát xem nào. Bye bye Neon nhé. Bye bye. Rồi My ơi, lớn hơn cả Neon rồi mà vẫn còn ăn. À quên. My nhỏ hơn, My tuổi hơn nhưng mà vẫn còn mẹ đút kìa. Chán quá. Phải tự ăn đi chứ, học lớp 2 bây giờ chuẩn bị đến lớp 3 rồi. Đây mẹ đút cho đấy. Ôi còn chưa. À thế à?
Thế có tự ăn được không? Ăn được. Ui lại đút nữa kìa. Mà đây này. Thế không để vào bát cho con ăn. Ê ơi à, chú Thành nha, toàn được gì bình gì mớm cho thôi. À, có hôm mà mớm như đôi chim câu ấy. Đấy, lộ hết rồi. Gì đó? Còn đứa không sao. Có hôm dì Bình đang ngồi ông bảo chú Thành nhé. Há mồm ra thì đút vào thế nào mi bắt chiếc thế đúng không? Nhá. Ôi, bạn Gosi. Rồi, các bạn ơi đây là bát cơm của bạn Gosi này. Bạn Gosi ăn 3 miếng bí. 3 miếng trứng. Ôi phải ăn 3 miếng giòn đấy chứ. Mới cả ăn 3 bát cơm chứ. Mỗi thứ 3 mà, không ăn được. Không ăn được. Bây giờ bạn Gosi một bữa ăn được mấy bát cơm? 1, 2 bát cơm thật không? Có ngày ăn được 2. Không, không tính theo ngày, tính một bữa chứ tính ngày thì phải ăn nhiều cơm nhỉ. Em có ăn được 2 bát cơm. Thôi, bây giờ mới phát hiện ra bạn Sàn Si bắt chiếc nêu ôn xong cũng lên kia ngồi ăn kìa. Sao thế? Sao mẹ thì lại để Hải An ngồi lên trên kia ăn? Neon làm giống Hải An kìa. Bây giờ bạn Sarah Si sẽ dạy Neon làm cái này ăn thử xem ngon không? Đấy. Neon. Cho Neon cái. Neon. Không ăn á, ui, không ăn á. Ngon. Ngon cực kỳ luôn. Ăn thử, làm thử. Cái mà cái video của Neon nó nêu bảo Neon được nên cho rút lại con Neon đăng ký với cả con này. Đăng ký với cả do này á? Do này á? Neon được nên cho rút. Neon cho like cho. Cho like, like video, like my video. Hả? Ok. Neon về Hà Lan đấy, Neon phải chia sẻ các cái đấy cho bạn của Neon xem nhiều chưa? Neon có hiểu không? Neon ngạc nhiên. Nào, con comment về Neon nè. Neon handsome. Không. Nè. Ấy. Là cu te đấy. Mẹ đang cố lên để lít ớt. Không. Nói thế Neon xả tay mẹ luôn. Neon không biết ăn cái nhà bạn Neon với bạn San Si hai bạn bằng tuổi nhau. Đấy, nhưng mà San Si thì có vẻ vẫn trẻ con quá, chưa người lớn. Neon dáng người lớn hơn. Bạn Neon trẻ trâu. Châu nói tiếng Anh là như nào? Neon ơi, trẻ trâu tiếng Anh. Là gì? Tiếng Anh nói trẻ trâu. Là gì? Ăn là cái gì á? Trẻ trâu là chín đít. Chín đít. Có mà, bố đọc từ đấy rồi. Kinh dị. À, gọi là horror nước. Sao bạn sao gì bằng tuổi mấy nó ôn mà chả thấy nói tiếng Anh gì, toàn nói tiếng Việt đi. Nói đi. Ôi ôi. Thế bây giờ buổi tối. Hello thì hello buổi sáng hay chứ buổi tối thì bây giờ phải làm good morning chứ. À quên. Nhầm. Good evening. Đúng không? Thôi đến mai sẽ phỏng vấn Neon đi ăn cơm này. Xem Neon ăn hết chưa nào. Ôi, ăn hết rồi này. Siêu thế nhỉ? Siêu thế nhỉ? Super star. Gosi.